chào mọi người, lại là Mì đây. Có rất là nhiều bạn nhắn tin cho Mì và hỏi Mì về cái bộ sản phẩm dưỡng trắm da Skin AC. Thì hôm nay Mì sẽ làm một cái video để chia sẻ với mọi người về bộ sản phẩm này nhé. Một sản phẩm như thế này á, thì bên Mì sẽ bán là 490.000 một chai với giá bán lẻ. Nhưng mà nếu như các bạn mua luôn cả combo 3 món thì chỉ có giá là 1.470.000 và còn được tặng thêm một chai sữa tắm tại tế bào chết này nữa. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái combo này nha. Sản phẩm đầu tiên trong combo đó chính là ủ kích trắng than hoạt tính. Sản phẩm thứ hai, kem dưỡng trắng da ban đêm. Sản phẩm thứ ba chính là body lotion make up. Và cuối cùng, đây là hàng tặng nha. Sữa tắm tẩy tế bào chết. Một điều đặc biệt ở đây đó chính là cái chai body lotion make up này nó không có làm cho da mình bị bết rít, cũng không có bị lộ vân kem luôn, cho nên là khi mà các bạn thoa kem chỉ cần thoa một lớp mỏng thôi và chỉ cần thoa đều nhẹ nhàng như thế này mình đã có một lớp da trắng hồng hoàn hảo rồi. Mùi thơm thì cũng lại rất là dễ chịu, cho nên là Mì nghĩ là không có cần phải tốn tiền mua nước hoa làm gì đâu. Mọi người ơi, Mì vẫn đang tuyển đại lý trên khắp cả nước luôn. Các bạn có thể để lại số điện thoại hoặc là có thể inbox trực tiếp qua fanpage của Mì để Mì tư vấn cho các bạn nha.